Chiều nay, ông Nguyễn Thành Thế, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã đến thị sát công trình xây dựng Trung tâm Văn hóa Thể thao Truyền hình thị xã Bình Minh, nơi xảy ra vụ tai nạn lao động vào sáng ngày 5 tháng 10 năm 2022, làm một người tử vong. Cùng đi với đoàn có ông Trương Đặng Vĩnh Phúc, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Bình Minh và đại diện các sở ngành liên quan. Tại đây, ông Nguyễn Thành Thế, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nghe đại diện chủ đầu tư dự án là Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng thị xã Bình Minh báo cáo về vụ tai nạn lao động. Công tác bảo vệ hiện trường, đảm bảo an ninh trật tự trong khu vực. Đại diện Công an tỉnh và thị xã Bình Minh báo cáo công tác khám nghiệm hiện trường. Làm việc với các sở ngành liên quan sau khi thị sát, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy lưu ý chính quyền địa phương cần đặc biệt quan tâm đến công tác bảo vệ hiện trường để phục vụ cho công tác khám nghiệm, điều tra nguyên nhân xảy ra tai nạn. Tổ chức đoàn đến thăm hỏi, chia buồn, động viên gia đình nạn nhân, tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự trong khu vực công trình. Trên cơ sở chức trách nhiệm vụ, các sở ngành có trách nhiệm phối hợp với cơ quan công an điều tra nguyên nhân xảy ra tai nạn và thực hiện việc thông tin báo cáo theo đúng quy định. Bây giờ chúng ta cứ làm rõ để chúng ta tìm cái nguyên nhân và các yếu tố của từng cái ngành phải tính để phục vụ cái này, để cho cơ quan chuyên môn đó là anh em ta làm để tìm được cái nguyên nhân rồi để bàn cái hướng nữa là giải quyết cho nó đảm bảo. Sẽ có cái kết luận cụ thể thì tôi thấy rằng mấy cái đó giờ tính nhau thống nhất bằng cách làm vậy để cho nó đẩy nhanh được, kéo dài rất là khó khăn. Ông Nguyễn Thành Thế, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng chỉ đạo Sở Xây dựng sớm ban hành công văn yêu cầu các địa phương, các chủ đầu tư, các nhà thầu xây dựng kiểm tra chấn chỉnh công tác đảm bảo an toàn lao động tại các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh.